quay. Kính thưa cha thầy đồ, trương đại con, hôm nay cha được trở về với giáo sư thân yêu của cha để gặp thân nhân bạn bè cũng như cả công đoàn, trong đó đặc biệt có cha quý cha trong họ tập giữa bạn bè đoàn lê và cùng trong trường phụ viện Lê Văn Tình cũng như các trường khác. Tất nhiên hơn nữa là có đại diện của giáo sứ Thanh Linh cũng như là quân hồn và cái chiêng là các cha đang cộng tác phục vụ với cha đó. Sự trở về với cha trên quê hương đất nước này, nhất là với giáo sứ William thân thương, là một ân huệ cho ban cho chúng con và cho cả cha nữa cũng như cho gia đình, để chúng ta cùng dâng lời nguyện cầu xin Chúa có thương đến những công trình, những đóng góp, những cái sứ vụ mà Chúa đã đem tin mừng đến cho mọi người. Chúng xin năm người đức và mọi người dân và dân Chúa dâng lời nguyện cầu với cha. Thánh lễ cuối cùng tại giáo xứ thân thương của cha, xin kính mời cha. Được nhiệm vụ chiến trên đất nước
trong khi còn thi hành sứ vụ, trong khi còn hăng say muốn kéo dài cuộc sống để phục vụ cho Chúa, cho giáo hội. Nhưng rồi thánh ý Chúa đã để khác, để đưa cha về một cách không phải là đồng hồ, không phải là bất ngờ, mà là do thánh ý của Thiên Chúa trở về, để giúp cho cha bớt đi những khổ đau, vì bệnh và sự tật nguyện và những cây sông tất cả. Xin cần chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đưa chân từ cha đến đây và đã hiện thân với cha trong thánh lễ này. Xin Chúa cho chúng ta đều hoàn thành tấm bốn mong của thần chúng ta, để chúng ta được xứng đáng từ này. Tôi yêu nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng mấy chị em. Tôi đang vui nhiều lắm thương, lời nói làm và những điều yêu xót. Thank you.
Chúa ở mãi chi em. Lên quân bộ có tôi, có cha ta, có cha tiên.
tiền. Mấy người không quên quay lại nhìn lại cái bài đó. Sau một năm cha cố Đức qua đời thì ngài nhận chánh xứ Quân Hồ. Lúc đó cái miệt ở Quân Hồ, từ Quân Hồ mà chạy đến cầu 110 đi qua bên Đông Nam một mình ngài thôi, nó hoang sơ lắm, thiếu bảnh chè. Vậy mà ngày hôm nay những nơi đó là một cánh đồng tiêu hoa, một cánh đồng lúa tiêu hoa đã đến nhà. Câu khó của ngài ở Quân Hồ thường thiếu bảnh chè hẳn là không cần phải nói đến nhiều lắm. Và hệ tâm tình của ngài sinh ra và lớn lên, thanh tâm và bình an là cái nuôi trong cảnh cho ngài vào đời. Năm 1975 lịch sử sang trang, năm 77 trùng viện cải tạo chiến đạo vừa tổ thì thắng kêu ngài trở về với gia đình với bình an này 17-75 năm cho đến năm 90-91-92 thì ngài mới quay lại với trùng viện. Như vậy 17 năm sống ở giáo xứ đây, Hiếu Mạnh Trang biết về ngài, tính tình con người của ngài hẳn là không làm kiềm lòng ai bao giờ. Một con người rất là tính tình nhân hậu. Tôi được giúp phúc vì là con của ngài, mỗi dịp hè Tết tôi đều đến với ngài ở lại đó mấy ngày. Tôi cảm nhận được nhiều điều mà thương Hiếu Mạnh Trang. Những điều tốt hẳn là chúng ta không nghe nói ra nhiều thì cứ bạn chen nói đấy, cha hát con khen đây, cứ bạn chen nhìn thôi, không hẳn phải nói nhiều. Và khi một người nằm xuống, người ta thường nói điều tốt, ít ai nói cái điều mặt trái. Chỉ có 4 tác giả sách Tin Mừng dám nói lên sự thật trần trụi của thầy mình, có thể nói là những thất bại thê thảm của thầy Giêsu chết trần trụi trên cây thập giá. Và ở đây tôi cũng muốn nói một chút về mặt trái của ngài. Vì sao 24 năm linh mục, 23 năm ở Quân Hồ, nhiều hy sinh, 1 năm ở thánh linh, đây là năm cuối đời của ngài phải đối diện nhiều với bệnh tật và cả nhiều lần chống đối. Điều này ít ai biết, tôi là con, cho nên tôi cũng bị liên lụy một chút ở trong cái vấn đề này. Thưa quý ông anh chị em, 1 giờ sáng, 2 giờ sáng gọi điện thoại vào để làm gì? Chửi tôi vì là ngài, vì con của ngài. Cho nên quý ông anh chị em thấy ngài trong điện thoại di động, tại sao một vị linh mục về ở thánh đức 1 năm mà đóng cửa phải dẫu dân vào? Con cái của ngài đây một ông bà cố của cha phó đi tây lặn lội đến nơi tưởng là gặp cha, biết ơn ngài quý ngài, những năm ở Quân Hồ đến ngày sau là quý quá, nhanh nhẹn quá, chạy theo không kịp. Bây giờ về gửi cái gì đến chúng tôi được rồi, biết phải cầu nguyện cho nhau. Ông bà cố ra sự mặt buồn quá sức, biết tại sao ngài đối xử với mình như thế, con cái đấy không biết. Sợ gì tôi muốn nói điều này đấy, cứ cứu mạnh chèn để giáo dân của thánh linh hôm nay đến tham dự thánh lễ ở đây hiểu và thông cảm cho ta, thông cảm hết sức cho ta vì những bệnh tật. Tôi không nói là những người ở thánh linh chống đối ngài, một con người vô hình, một bóng ma nào đó mà cũng nhiều, một người cũng làm cho ngài buồn. Nhưng mà như một con chiên, một con cừu bị đem đi sát sinh, công lý không nói một lời nào, không tham vãn một lời nào. Và như nếu bạn trẻ, cuộc đời một ngày, tôi đối chiếu với bài tin mừng hôm nay, Chúa nói nếu hạ muốn bị rơi xuống đất, không chết đi, không thối đi, sẽ không suy hiểu vào hạn. Và đùng một cái, ngài nằm xuống như một cây mắm vùi sâu trong lòng đất để cho đời những cây nít, cây xoài mọc lên.
Như vậy thì cuộc đời của Ngài cũng được ví như là một cuộc lễ hy sinh dâng lên trên quan thân của Thiên Chúa. Mà chẳng phải cái chết của Ngài mới là cuộc lễ hy sinh đâu, cả cuộc đời đã là một cuộc lễ rồi. Nhờ bằng cái linh mục mà Thiên Chúa thiên sẵn phúc cho nhân loại, nhờ bàn tay linh mục mà Đức Kitô hiến tế trên bàn thờ, nhờ bàn tay linh mục mà Đức Kitô tha thứ tội lỗi cho mỗi nhân, và cái chết của Ngài chứa bảy tội. Khi Ngài đang thi hành sứ vụ trên con đường đi dân lễ về và tiếp tục đi sức giàu của mình, cho nên khi mà cảnh sát trả lại những bức tranh cho gia đình thì trong đó có gì? Áo lễ và bình dầu, dầu để mà đi sức, dầu phải một bình dầu tràn đầy. Như vậy Ngài ra đi trong khi đang thi hành sứ vụ một người bình mục một cách triệt để. Tôi nhớ năm 1996 có một trận động đất ở bên Peru. Trận động đất xảy ra khi mà cộng đoàn đã tham dự thanh tế. Cha xứ, cha chủ tế vừa lễ xong, chúc anh chị em ra về đi bình an, thì cơn động đất xảy đến, nhà thờ ập xuống, biết bao nhiêu người chết. Cha xứ thì may mắn là ngài chú ý đến bàn thờ, ngài không chết. Hôm đó mấy ngàn người chết, người không đến nhà thờ cũng chết, người ngoài cũng chết, người không dám chết, người đi nhà thờ cũng chết. Nhưng cái chết của những người đi nhà thờ hôm đó là cái chết sau đời chúc anh chị em hãy đi bình an. Vậy thì cái chết của cha Phêrô đó là một sự ra đi trong bình an của Thiên Chúa. Thế nên thưa quý ông bà anh chị em, Ngài cũng chưa phải là cảnh. Vậy bộ phận của mỗi người chúng ta đó là người đi sau, tiến người đi trước. Chúng ta cầu nguyện cho Ngài, xin Chúa thương hạ thứ những lầm lỗi yếu đuối mà 60 năm chung chia phần người buồn vui lẫn lộn cách nào nay cách khác có thể Ngài đã tạo tốt. Hôm nay các bạn chẳng thấy linh cữu của Ngài nằm giữa chúng ta, trở về đại gia đình giáo xứ, linh cữu được phủ bằng tấm khăn màu trắng. Đó là tấm khăn mà Ngài chỉ phép rửa tội mỗi người Kitô hữu chúng ta đã nhận. Và trong nghi thức đó có câu là hãy giữ lấy cho đến ngày ta trình diện với Kitô. Rồi này tất cả nó sẽ phủ tấm khăn là đại diện cho tấm khăn khi Ngài chịu đi với rửa tội. Chúng ta cũng có dân của Ngài cho Thiên Chúa, cho lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Xin Chúa thương và vượt hải hà đưa cha cô Phêrô sớm về đồng nhà Chúa. Xin cảm tạ cha Rê quản chứ giáo sư Việt Nam. Cha như là một trung tâm mà từ đó tỏa ra tất cả những điều hiện diệu cho chính cha Phêrô trụ vận hoa của chúng con, để chúng con có được hôm nay và đặc biệt trong thánh lễ này. Chúng con cũng cảm tạ vì cha, nhìn với cha trong tất cả nghĩa tình như là anh em, bạn học, linh tông, huyết tộc. Và có lẽ trong dịp đặc biệt và giây phút đặc biệt này, có lẽ cũng xin một giây phút thay cho cha về đồ để cảm ơn tất cả là anh, chị, em, các cháu, để có điều tuyệt vời xảy ra mà đầu khi mà cha sở đưa vào đứng đón nhận kiểm sản, Ngài nói đây là có lẽ thật khó mà để nhận ra đây là giấy bút, nếu không có Đức Kitô là trung tâm của niềm tin chúng ta. Cho nên xin một lần nữa cảm ơn cha, vì con thì là một nơi truyền giáo biên giới nó rối rối tung lắm. Về đây thì trước hết là chính gia đình có một sự cộng tác rất lớn để đưa thi hài cha Phêrô về Việt Nam, và chắc chắn cha cảm ơn các anh, các chị em và các cháu.
xin Ngài cho thi hài của linh mục như Pedro trong năm qua chúng ta đây cần được chôn cất xác thịt yếu hèn sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phẩm hàm chư thánh, và xin cho linh hồn của linh mục Pedro được Chúa cho về được đoàn các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa thương xót xét xử để khi đã được cứu chùa khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được ra hòa với Chúa Cha, được vì mục tử nhân lành vác trên vai, thì trong cổ Phêrô chúng con đây đáng được hưởng niềm vui muôn đời và chung hưởng hạnh phúc với các thánh trong đoàn hậu cần của vua muôn đời. Và cho anh sáng làm cuộc chiều soi trên linh hồn
sư, tu sĩ nam nữ, giáo sư Vinh Hàn và các bạn bè xin điện thương để tiện đưa cha Pedro. Chân toàn sư, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý linh tông huyết tộc trong tăng quyến, quý hội đồng giáo sư thánh linh, quý hội đồng giáo sư môn hồ, quý hình đoàn Lê Bảo Tịnh cùng toàn thể quý cộng đoàn dân chúa giáo sư Việt Nam, giờ phút này chúng con xin tiến triển cha cố tuyên thư đã an nghỉ trong vòng tay ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng chúng con, giáo dân giáo sư Vinh An và những người thân của cha Pedro không thể nguôi ngoai về sự ra đi bất ngờ của cha. Trong niềm thổn thức đó, chúng con không thể không bàng hoàng khi nhìn thấy cha Pedro trong thẩm phục một linh mục để dâng tiến lễ cuối cùng chính là cuộc đời của cha cho Chúa. Trong hội thánh đường giáo xứ Việt Nam thân thương này, giữa bao khuôn mặt thân quen, nhưng tìm đâu ra hình bóng cha, tiếng nói ôn tồn ấm áp của cha nay còn đâu? Từng bước chân nhẹ nhàng thân thương nay cũng đi vào chí vạn, ai ai cũng nghẹn ngào nức nở trong phút giây tiễn biệt cha Pedro. Kể từ ngày được lãnh nhận hồng ân linh mục đến khi từ giã cõi thế, cha coi sóc hai sứ đạo là giáo sư Quân Hồ và giáo sư Thánh Linh. Nhưng với sứ vụ phục tử được giao phó, cha vẫn luôn trung thành tuần tụy sớm hôm chăm sóc đời sống đức tin cho các giáo hữu nơi sứ đạo. Cuộc đời phục tử ngài luôn toát lên vẻ an bình bậc chân tu, bởi ngài sống trầm tĩnh nhưng chất chứa sức sống nội tâm mạnh liệt. Lần chúng con được gặp ngài trong sinh hoạt của giáo phận, chúng con đều vẫn nhớ cha Pedro với nụ cười trên môi thường luôn ôn tồn nhẹ nhàng và dịu hiền thăm hỏi về tình hình sống đạo của giáo dân giáo sư Vinh An chúng con. Sự ra đi đột ngột của cha cố Pedro không một lời trăn trối, để lại cho mọi người biết bao ngậm ngùi và luyến tiếc, là một sự mất mát to lớn, sự đau thương tột cùng cho những người còn ở lại. Vậy là cha đã ra đi như hạt cỗ mì gieo vào lòng đất, chất chứa một sức sống tiềm tàng. Qua sự ra đi của cha, thiên giúp chúng con biết thể hiện một niềm tin mãnh liệt: cha chính là hạt cỗ mì sẽ bùng nát và trổ sinh nhiều bông hoa hoa trái dồi dào. Chúc mọi người dân thánh lễ cầu nguyện cho và nhất là niềm vui đang ở trong Chúa. Trong giờ phút đau thương này, chúng con xin mượn tâm tình của một giáo dân đã chia sẻ chúng ta trang thư để nói lên tấm lòng chúng con hiện nay. Vậy là cũng thật rồi, người đã ra đi mãi mãi tạm biệt chúng con, người nói rằng sẽ trở lại sau thời gian người chữa bệnh. Hãy tin người ra đi có tàn hoàng lắm, nước mắt trừng trào như nghẹn ứ trong cổ, mà cảm xúc về người vẫn còn đây mới. Một người cha giỏi giang nhưng khiêm nhu, một người cha hiền hòa ít nói nhưng thêm biết thẳng thắn, một người cha thầm lặng nhưng trong lòng luôn đau đớn nỗi lo cho giáo dân, một người cha sống giả đơn nhưng luôn đặt lợi ích của con trên đỉnh lên hàng đầu. Với con, người làm như thế đó,
Nhưng hôm nay người chưa chào mà đã đi, con biết nói gì đây? Nhưng dù nơi đâu, người hứa nhé sẽ luôn nhìn đến chúng con, sẽ luôn nhớ đến chúng con, sẽ luôn mỉm cười, nụ cười hiền hòa của người với chúng con, sẽ luôn nhắc nhở, hiểu nhắc chúng con trên con đường như thế. Và người sẽ ở nơi đó, nơi giờ đây không còn ốm đau, không còn khó chịu với bệnh tật, không còn những khổ tâm giằng vặt, chỉ còn niềm vui hạnh phúc để cùng chờ đón chúng con trong giờ sau đây những người. Lời cuối, con chúc người lên đường bình an. Xin lời cuối cúi đầu tạ ơn, xin lần cuối cúi đầu tiễn biệt. Ra đêm ra trong giáo sư Vinh Vinh. Rồi ta phải bấm rồi ta làm mình tắt đấy.